M4 này. Watch out. Ừ, dạo này không I got supplies. Không mấy khi hết. Ồ, cái kia. Cho giang. Hai bên ném lửa nhau rồi. Giang bị hóa thiêu rồi. Giang chưa có bỏ. Cứ sợ vậy. Có. Giang có bỏ mà. Từ đây mà không có bỏ thôi phí. Nhà này. Watch out. Thì họ bị chết là có thật. Đoạn này đau họng. Nên là không mấy khi hết. Nhà này cũng có. Watch out. Rồi đấy, chị đau họng cái gì. Kiểu hay lái sáng thì còn tưng tưởng chứ lái tối thì không hết được. Được rồi. Lái tối còn nhà. Em đang ở nhà cả nhà đúng không? Em nhá đi. Watch out. Em nhá đi để em. Cái nhà cái em đâu. Nó qua bên phải rồi. Qua nhà này. Watch out. Chạy qua đúng rồi đẩy đáo quá ha, em tính kiếm lại mấy thứ cũ để lấy kiếm hết chị làm báo thức này. Chạy giữa đường như thật đi ạ. Hay chạy giữa đường như trốn không người luôn. Đấy, lại mít hơi nhỏ. Nó nghe tiếng súng gần anh mà. Nó góc nào nó bắn đi đây. Như trong nhà sao? Chí Phạm, mít hơi nhà nhỏ. Watch out. Đâu? Từ nãy bắn thằng lúc nào? Bắn em. Nhưng mà em không watch bắn out. Đâu. Nhà đấy. Nhà có vẫn còn thằng nhỉ? Vừa gạt được thằng kia. Nè, sau lưng này. Sau watch lưng. Out. Là được rồi. Được rồi chị. Sau lưng này có thính. Hết thương cạn nhớ, nè ơi nếu bác gì có bộ quần áo giống em đang mặc thì nhìn hay quá nhỉ. Tôi chịu ông mèo lấy không ra đâu. Em không ra cái bộ đấy đâu. Ra bộ gì? Cái bộ chị đang mặc. Bộ quần áo màu xanh kẻ sóc ấy. Đồng Quang Minh, mấy ông mà xem chị nghe đã hình thắng thì chỉ mong mới rơi xuống bên đó. Anh nói đúng rồi đấy. Anh nói đúng rồi, nói to đấy. Ô, chỗ ông sau chị ấy. Không thẳng đâu gần. Ở sau chị một tim mà em đoán thế. Em thấy một thằng xa. Để em bảo chị em. Nó có mấy thằng ấy? Hai ba thằng gì đấy? Em biết được chứ, em thấy 2, 3, 2 thằng biết hết rồi. Nghe nhà bên trái chị. Số 7 nó lên nó đứng xung quanh nên nó bảo với anh không? Anh I got supplies. Mai gọi lên luôn. Gọi biết khi nào lên đổ đi chả. Anh bảo là nghe ông chợ búa đâu búa rồi búa rồi đây. Đông 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 nháy đông. Không đây thằng Phong là chưa có định động chợ búa với anh ấy. Anh dàn mặt. Thế trông thật. Đồng thế nhỉ. Hai team. Chị nó một đâu, chị nó một đâu. Hai team đó chị. À bên kia.
là cái mặt. Ngoài còn chưa? Ngoài nè. Watch out. Hết thương cạn nhớ, hay quá. Nó chạy vào đâu đấy? Gì đấy? Đông đông đông. Gần quá. Chị đang chạy về mà, ông lại chạy ra. Hai thằng đó. Ôi, được rồi. Không, hai thằng em luôn. Chết chết một con thằng. Con thằng. Lúc hai này. Watch out. Em làm được, phải tin em. Chị nhớ là nghe thấy cái tiếng trên cây. Có em nghe em nghe. Một thằng trong nhà nhỏ hay sao hay là trên không biết. Đồng sao Quang ấy? Minh, tôi em treo máy đi tắm đã lát em quay lại ba. Cho tên khác kìa. Thâu đá. Phải rồi, sao đông vậy? Bạn ghê rồi. Sâu đá nhá. Sâu nhà chị ơi. Watch out. Hết thương cạn nhớ, cố lên em ơi. Còn chị? À có. À, luôn. Thì ngày hôm sau. Có đằng cứu hay sao? Thì đấy, ông Thanh phát hiện ra ông Hùng là con thứ ba. Nhưng bỏ ra. Đây, ông Thanh không thành. Watch out. Đạn chân. Trời ơi. Có hai thằng nữa sao á, lúc nãy em bắn nó bên đó có hai thằng. Sao để tên muốn không buồn cười nhỉ? Hết thương cạn nhớ. Cạn chân mấy em không cho nó đi. Ông dính cho chỗ cái cửa. Anh chỉ lái xe thôi anh em ơi. Ừ ok mình. Còn đất. Ok em. Còn mấy thằng đó nhỉ? Nhưng mà không biết thằng trên ấy gì. Trên cái chỗ đá xuống chưa? Nghỉa xuống rồi đấy. Thằng cạn. Thằng chú Huệ em bắn đấy. Đi à? Đi à? Lan anh, gì mà toàn con người tắm muộn vậy? Toát luôn. Đúng các em của chị Ne. Ngày xưa mẹ cũng toàn tắm muộn. 3 giờ vẫn còn tắm. 3 giờ đêm vẫn còn tắm. Công ty mọi người cứ hỏi mẹ mình. Nào mẹ mình vào mọi người cứ việc hỏi. Hồi cấp 3 ấy. Em bị cảm lạnh em sợ thật. Em lúc đấy khô. Em lúc đấy thôi đấy, nghỉ đi không tắm đâu. Từ chối. Sáng mai dậy sớm tắm xong. Hồi đấy thì làm gì đã biết đến những cái kiểu gì nhỉ. Hồi cả 3 cái đất. Thôi anh bắn đi, bắn AK cho. Chọn em bắn AK cho quen. Đi nghe em, anh nhìn anh nè. Cầm hồi cả 3 sau bắn em. Lan anh, tập tắm sớm đi. Để thôi em mà ở đây em đấm chết tụi đến nó. Anh mà G3 cấp 6 rồi. Hồi đấy cấp 3 là chưa nghe mới đến mấy cái việc như kiểu là tắm đêm hay là thức khuya rồi gì gì đấy làm. Em trước vậy thì trước trong Sài Gòn cũng vậy đấy. Cứ làm xong rồi vào tắm. Xong bắt đầu thấy người ta đột quỵ nhiều quá. Sợ. Vẫn còn, sau vẫn vậy? Còn. Sợ thật, vẫn còn luôn. Nhưng mà kiểu bây giờ hồi trước á kiểu đột quỵ mà tắm đêm ra số kiểu tầm 3 máy đổ lên, bữa nay tầm 10 máy, 2 máy đầy hết, sợ. Qua được bên đường trước qua đi nhá. Chị bên này à? À, nó biết chị ở nhà này, nó biết chị nhà này. Cái kìa. Ở đâu chị này? Bên nhà xanh á. Chí Phạm, mít em nhỏ hơn đồng đội vậy. Em đang qua đây. À, trước mặt rồi này. Watch out. Trong nhà hay gì? Ờ, trong nhà. Trên tầng ấy, phải trên tầng nó mới nét được chị. Đây này mà. Watch out.
Lũ vừa đi đâu ấy? Chúng mày đi. Lú thế nhở? Em không có nét. Trời ơi. Nó đang bắn em ta. Có thằng bắn M4 nữa cơ mà nhỉ? Ui nhà này chị ơi. Nhà này cũng có. Nhà này nữa. Bỏ qua bên đây, bỏ qua bên đây em. Bỏ qua bên từ bên này. Được, được, cứ kê đi, cứ kê đi. Nó định xuống rồi. Chị cứ kê cho em. Sau lưng có. Ôi nhà trên đấy có. Sợ thế nhở. Nó lú thật. Mình bảo ô, thằng trên này không phát ra phút luôn. Bên cạnh sao ạ? Bên cạnh. Ô, bên cạnh. Sau lưng có người. Huy Huy chạy ra làm sao? Công thằng này luôn đi. Công thằng này. Được chưa? Watch out. Smoke. Quái nồi ạ. Trên tầng trên hạ cái gì? Trên mái có. Watch out. Lù em. Chị thấy. Đời Sương Sương, chào em, yêu yêu Sương Sương. Chưa em đời Sương Sương á, yêu anh. Biết rồi, ông ghê rồi. Ông sợ spam giỏi rồi. Đấy dưới nhà em đúng không? Ừ, dưới nhà. Đông. Cái nồi đông vậy. Hai thằng rồi. Cái lợn không chẳng tí ấy. À, chồng thế nhở? Chẳng có công ý kiến gì. Chắc, mình lên mình không dứt được thằng này được. Thằng trên này cũng khó phết đi bộ. Chị mày lên không? Em lên đây. Ui giời ơi, Huy ơi. Rồi, dụ thằng này. Con nào em bên kia đâu? Thằng nào? Nhà này có nè. Watch out. Mày hề. Ông muốn kê là sai rồi. Nhà này nhé. Watch out. Ok. Có nhà bên đối diện. Bên này thôi. Watch out. Bên này còn đang sờ mốc một tường đấy kia. Anh đời sương sương. Hello anh. Nhà này watch out. Nó tự nhiên phòng này đâu ra cầm auger các kiểu bay. Đúng chỗ góc này. Nó trên nóc. Watch out. Nóc nhà này hả? Mark the location. Không thể nào. À ừ được được. Mẹ còn nết là thằng trà trước mặt mình xong rồi. Ủa cả. Ui nó lắc kinh lắm Huy ạ. Dưới nhà hai thằng ấy. Em cũng sợ đấy. Cái gì quan trọng lắm đấy à. Nó đứng trên mái nhà em này. Đâu có nhà watch mái out. Nhà sau này. Ôi buồn vệ sinh nhé. Thằng kia nó chạy đâu ta? Chị phải làm thế nào? Vào bo thôi. Có xe đây. Em vào. Em vào bo rồi đấy. Em vào trong bo. Em trong. Em không bắt được cái thằng bên thằng nhà bên cạnh này. Thằng nhà bên cạnh thì như nó đi rồi. Sao nó không đi đâu rồi? Thằng nhà này con nhá. Thằng nhà khó không? Thằng nhà này con nhá. Em con trước. Còn đằng nhà bên này thì em xử. Khó thế nhờ, nó ở xung quanh em luôn. Không cho đi luôn rồi. Lùi sang bên này được mà. Nhà này cũng có này watch chị out. Lùi thẳng đây được bên nhá. Ừ, cứ xuống đây watch xong out. Lùi thẳng đây được, chị kê tao. Để lùi sau đi. Lùi đi, lùi đi. Chạy thẳng sang luôn. Mẹ cái thằng đấy vậy? Nhà watch này. Em bảo con mà, nhà này con mà. Lùi đây, lùi đây. Lùi đi. Đếm vào đây. Rồi rụng. Rồi rụng đó rồi. Rụi đây được. Do lúc nãy em nghe có tiếng nhà này còn này. Ông ơi. Nhanh 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 nhanh. Được rồi. Thôi mất cứu. Thám không cạt luôn ạ. Mất cứu rồi. Đang đi trò chuyện. Kêu phát áp. Ở đây có xe rồi không?